Hello xin chào tất cả các anh em đã đến với kênh Phong Emo Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái kèo nhận token miễn phí anh em nha Thì đó token là token chết Chết token em nha Rồi Thì đầu tiên Anh em xuống phần mô tả video kích vào link đăng ký ha. Thì sau khi kích vào link đăng ký nó sẽ hiện ra màn hình như thế này Anh em bấm mà tôi không phải người máy nha Rồi Tiếp theo anh em giải cấp tra cho mình ha Rồi, click vào đây là tiếp tục ha. Rồi anh em chờ 5 giây ha. Rồi anh bấm lấy link ha. Rồi ok, thì nó sẽ hiện ra cái màn hình như thế này anh em ha. Thì đây cái phần roadmap là cái phần về dự án anh em nha. Anh em có thể bấm vào để xem thêm đó còn cái phần này nó đang diễn ra chương trình bờ sale sự kiện thì anh em nếu mà anh em có nhu cầu nghiên cứu anh em cảm thấy hợp lý thì anh em uh, mua ha à, ok còn không bây giờ là hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em là cách nhận miễn phí ha những cái token này đó anh em kéo xuống phía dưới này ha rồi thì nó sẽ có ba bước nhận ha bốn năm bước rồi các bước nhận như thế này thì đầu tiên ha đầu tiên là anh em cần phải đăng ký cho mình một cái tài khoản với chết anh em nha cái thứ hai là thứ hai là anh em sẽ uh, sau đó anh em sẽ login tu vào ha đăng nhập vào và anh em sẽ uh, kết nối một cái địa chỉ uh, ví eth ha rồi tiếp theo là member can may đó thì anh em nếu anh em đầu tư thì anh em có thể nạp tiền vào ha đó đây là watch your profit đó thì cái kêu này là những cái bước mà nó nó hướng dẫn mình có thể tham gia anh em nha thì uh, anh em sẽ nhận 500 cho đến 1 ngàn à, chết ha on uh, trên cái ví của mình anh em nha rồi ok thì anh em kéo xuống phía đầu tiên ha bắt đầu mình sẽ vào cái phần dấu ba gạch cho mình này rồi anh em vào cái phần là à, um, tiến hành là đăng ký ha đăng ký thì mình bấm là xin up nè đó nó sẽ hiện ra cái màn hình như thế này thì anh em sẽ đăng ký bằng email ha email và nhập lại mật khẩu hai lần này và cái mã mời thì anh em giữ nguyên anh em nha rồi anh em nhập email nè đó mật khẩu ha rồi tiếp tục anh em bấm chữ nhớ tôi nè đó sau đó bấm đăng nhập cho tôi ha đó rồi tiếp tục ha đăng ký bước hai nè bây giờ anh em sẽ bấm là tên đầu tiên của họ ha tên đầu tiên thì anh em có thể là bấm là tên à. Đó, họ ha. Họ. Bấm tên không dấu anh em nha. Đó. Sau đó bấm là hoàn tất đăng ký nè. Đó, như vậy là anh em đã nhận được là 50 50 cái mươi chất token em nha tương đương với 30 đô Đó Thì đây là giao diện của nó ha Giao diện của cái 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 nó này đó rồi tiếp theo ha Tiếp theo bây giờ mình sẽ vào cái phần uh, dấu ba gạch ha, dấu ba gạch. Mình vào cái phần à uh, này. Đó. Thì bây giờ mình sẽ làm nhiệm vụ anh em nha. Thực hiện tất cả các nhiệm vụ ở trong đây để mình nhận thưởng ha. Ừ. Rồi, thì à uh, đây là mình sẽ làm được mình nhận được 500 nè. Đó. Còn khi mình nhận thưởng 10.000 Mẹ thông báo nè thì cái này gửi eth ha Đây là mua phần dưới phòng mua thì mình sẽ nhận cái phần 500 trước ha Bây giờ mà nhận này không chưa nhận đó bạn đã nhận được 500 đồng ok đó thì tôi đã đăng ký chat nè tôi đã đăng ký telegram thì bây giờ mình sẽ làm các nhiệm vụ nào nha À, tôi đã đăng ký chết bây giờ mình bấm vào twitter nè để mình đăng ký ha rồi bấm theo dõi cho mình nè rồi tiếp tục quay lại à, tiếp tục là telegram bot ha anh em tham gia anh em bấm zone vào star nè đó bot thì cái này nó mới gọi là gì đây contract address đó contract address thì đây là cái chương trình stacking anh em nha stacking Đó, stacking thì tên lên tới 620 Đó. anh em chọn contract là kết nối địa chỉ này kết nối địa chỉ đó. rồi quay lại nè quay lại đi cái phần này là phần chatbot thì cái phần này là nó cho stacking ha thì mình thoát ra đi như vậy mình làm như vậy thôi ha rồi tiếp theo là mình sẽ đăng ký kênh telegram của nó nè rồi bấm join vào đó Đó, tiếp theo nè, nhập ví ETH của bạn vào phần cài đặt Aerop. Tiếp theo anh em bấm vào cái chữ là ETH ERC của bạn ha, bấm vào. Đó. Như vậy tiếp theo ha. Um, email nè, tên nè, sau đó cập. Đó. Bây giờ anh em bấm vào Aerop nè. Đó. Aerop thì nó có cái phần ví ETH ERC 20. Thì anh em có thể dán địa chỉ ETH của mình bất cứ cái ví nào ha. Thì bây giờ mình sẽ dán cái ví chết Dán ví trết, anh em nha. Ví chết nè. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái ETH nè. ETH đây. Anh em nha. Sau đó bấm chữ nhận cho mình nè. Sau đó bấm sao chép nè. Rồi em dán vào. Rồi bấm cập nhật hồ sơ. Đó, như vậy là xong anh em nha. Đó. Ok, như vậy là xong. Bây giờ mình sẽ vào cái dấu ba gạch, mình vào cái hoàn bản điều khiển lại nè. Đó, mình được là 550 trăm à, 550. Đó, tương đương với 330 đô. Đó anh em nha. Rồi. Tiếp theo nha. Tiếp theo mình sẽ um, mình sẽ vào dấu ba gạch nè, mình sẽ lấy link mời bằng bè anh em nha, sau đó bấm vào chương trình giới thiệu nè. Đó. Thì anh em sẽ sao chép cái link này để đi giới thiệu bằng bè nha nè chương trình liên kết nè cả bạn và bạn của bạn đều có thể kiếm được 50 token thông qua chương trình giới thiệu ha nếu đáp ứng được các tiêu chí sau bạn bè của bạn sử dụng liên kết giới thiệu của bạn để đăng ký hoặc nhập mã giới thiệu ha đó nếu bạn chưa nhận mã thông báo cho người giới thiệu thì hãy cho chúng tôi biết rồi ok như vậy mình sẽ sao chép cái này ha sao chép mình uh, sẽ đi dùng để chia sẻ với bạn bè em nha như vậy xong anh em nha đó thì mình vào dấu ba gạch lại này mình vào cái ví coi cái ví à, cái ví thì nó có phần tài sản tiền gửi tiền rút đầu tư Và cái này nó giống như là một cái một cái ví anh em ha ví thì hiện tại là nó có chương trình earn ha đó như vậy thôi anh em nha cái này là mình nhận miễn phí thì khi nào có thông báo tiếp tục nó update những cái thông tin của cái con này thì mình cũng sẽ update thêm thông tin anh em nha đó còn trước mắt anh em cứ nhận miễn phí vậy ha rồi ok thì hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo nha anh em nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh cũng như là bấm nút like để ủng hộ video mình à, chúc anh em có một ngày thành công và giàu có anh em nha